trước mình cô chú anh chị đây chính là ba mẹ con trâu cái nha anh chị đó thì một lát sau thì em sẽ cập nhật giá ba con cho anh chị biết luôn ha thì bây giờ thì em sẽ quay về cái con trâu tơ đầu tiên này nha anh chị đó con trâu này ha con trâu này thì chân móng nó là bốn chân trụ á tất cả là chân cối nha anh chị móng sò xương sốc kịch cọm ha đô con bự con nha anh chị đó trâu này là trâu đồng trâu việt nha anh chị em cũng nói rõ luôn còn đây chính là mặt mạc nó nha đó đang ăn cỏ nha anh chị con trâu này thì xác tích là hoàn toàn nghiêm chỉnh ha trâu đẹp và không có xá hông nha anh chị trâu rất là đẹp ha đó con trâu này á thì chiều cao em lấy thước em đo ngay lưng của nó thì nó cao một m hai mươi trâu nhau chú anh chị một m hai mươi trâu ha Trâu này là trâu tơ nha anh chị đó trâu này vàng dàn mặt mày nè và phần cổ nè to hết nha anh chị chân móng á thì anh chị quan sát ha đó tất cả là chân cối nha con trâu này á, thì anh chủ nhà có nói với em á, là anh đã cho lên giống tầm khoảng là một tháng 6 ngày rồi nha cô chú anh chị. Đó trâu này đã lên giống rồi nha. Đó rồi sau đây thì em sẽ quay về bộ mẹ con trâu cái này như luôn nha cô chú anh chị. Đây chính là con trâu mẹ ha. Đó con trâu mẹ nè anh chị. Đó ăn cỏ ha. Đó còn đây chính là con trâu con nha. Cũng là con trâu cái luôn nha anh chị. Đó bộ mẹ con của nó luôn nha. Đó thì ngày hôm nay thì em lên ba con á, là nói là ba mẹ con nha anh chị đó con trâu mẹ này phần cái đuôi nè đó hoa thì hoa đen nha anh chị đó chân móng thì em kiểm tra rồi chân móng hoàn thiện ha bốn chân tụ thì đứng thẳng hết hoàn thiện hết cho cô chú anh chị luôn con trâu mẹ này thì nó đẻ được ba con nha anh chị đó đẻ được ba con ha đó trâu mẹ này cái phần mặt mày của nó nè đó vàng mặt mày ha đó còn đây chính là con trâu con nãy em quay nha anh chị con trâu tơ á đó. đó ba mẹ con nó luôn nha con trâu mẹ này thì chiều cao ngay lưng của nó là đo là một mét hai trâu nha anh chị nó đẻ được ba con nha đó còn đây chính là con trâu con cũng là con trâu cái của nó luôn nha cô chú anh chị đó trâu này thì nó uống mề ha rất là đẹp luôn phần cái đuôi cặp mau nè xương sóc bốn chân trụ là to hết nha anh chị móng sò nha chiều cao á thì đo thì nó cao một mét hai trâu nha anh chị nói là trâu tơ ha đó ăn cỏ anh chị thấy không đó ba con trâu này luôn là tất cả là trâu đẹp xá tích nè săn móng là nghiêm chỉnh hết nhau chú chị ba con trâu cái nha để cho cô chú anh chị mình đem về nuôi trâu sinh sản nha anh chị đó rất là đẹp nha ba mẹ con nó luôn đó rồi em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn nha là ba con trâu này ba mẹ con nó thì em có thương lượng với anh chủ nhà rồi và anh ra mức giá là 71 triệu 500 đồng nha anh chị đó giá này thì bớt chút đỉnh tiền xe cho tiền quận chuyển xe để về tận nhà cho cô chú anh chị ha đó ba con trâu luôn rất là đẹp nha chú chị đây là con trâu hồi nãy em quay đầu tiên ha đó xương sóc rất là bự nha anh chị đó đó còn đây chính là bộ mẹ con nha đã quay lại để cho cô chú anh chị mình là ngắm rồi anh chị ưng ý thì nhắc máy liền tay gọi cho em ha ba con trâu này tất cả là em bao mạnh khỏe bao ăn uống nè từ chân móng từ xế tích tất cả là nghiêm chỉnh luôn quý mức giá là ba con luôn á là mốt triệu 500 đồng nhau chú chị 71 triệu 500 đồng cho ba con trâu cái này ha rất là đẹp cô chú anh chị đó rồi nếu như mà cô chú anh chị có xem video này của em và mình nhắm mưng được ba con bò này cứ nhắc máy liền tay gọi ngay số điện thoại mà em để cho mình ha và đặt cọc trước em là một triệu đến 2 triệu để chúng ta là giữ ngay cho mình là ba con trâu ha thì em sẽ giao trâu đến tận nhà đến tận chuồng cho anh chị luôn là trong thời gian sớm nhất nha trâu này thì em có giao xa cho cô chú anh chị ha miễn là cô chú anh chị có xem video của em và mình nhắm ưng được ba con trâu này cứ nhắc máy mạnh dạng gọi ngay xuống hội cho em thì em sẽ giao đến tận nhà và đến tận chuồng cho anh chị luôn là trong thời gian sớm nhất nha anh chị còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn buổi tập tiếp theo của em nữa nha